mẹ đã đi mất rồi. À, đi tìm bà ấy ngay. Dương Thẩm. Dương Thẩm à. Dương Thẩm. Tích Dương. Tích Dương. Dương Thẩm đi đâu mất rồi? Tích Nhược. Tích Nhược. Tích Nhược. Cha. Hoàng gia, Tích Nhược là nàng sao? Hoàng gia, muội đã chờ huynh cả đêm. Xuân Hương cho muội biết, từ ngày muội ra đi, đêm nào huynh cũng ngủ ở đây. Muội biết chắc là đêm nay huynh sẽ tới. Tích Nhược, huynh đối xử với muội rất tốt. Muội làm sao nỡ lòng. Huynh và muội vợ chồng 18 năm. Ngược lại, muội với chồng của muội chỉ là vợ chồng chỉ 2 năm thì đã chia tay. Tích Nhược, nếu như mùi coi ân tình 18 năm nay chỉ là một đám mây trôi thì mùi đâu phải là con người. Kể từ hôm nay, mùi sẽ bên cạnh huynh mãi mãi. Mình tặng chung đi. Ngươi đã bỏ thuốc độc vào rượu, phải không? Hả? Trước thì có tên Dương Thiết Tâm, sau thì tới nàng. Các người đều muốn ta chết. Thật ra ta đã tha cho nàng rồi. Nhưng mà nàng... Đúng vậy. Chẳng những tôi và chồng tôi, còn đạo trưởng Khâu Sứ Cơ và con của Quách Khiếu Thiên, chúng tôi đều muốn ông chết. Nhưng rất tiếc hôm nay tôi thất bại. Nếu không thì tôi bây giờ muốn giết muốn chém thì tùy ý ông. Đàn đã biết hết rồi. Hèn hả? Đồ hèn hả? Ông là đồ súc sinh. Tích Nhược, cho đến bây giờ ta vẫn không hối hận khi làm chuyện đó. Dù nàng hận ta cách mấy thì nàng vẫn là người của ta. Vì chúng ta đã là phu thê 18 năm rồi. Ta sẽ dùng máu của ta đền lại những uất ức 18 năm cho nàng.
nàng hãy giết ta đi. Được. Mẹ, tại sao mẹ lại giết phụ hoàng? Khang Nhi, chuyện này là ân oán giữa cha và mẹ, con đừng xen vào, ra ngoài đi. Mẹ, nếu như mẹ muốn giết phụ hoàng thì xin mẹ giết luôn con đi. Tốt, đứa con tốt. Trong rượu của mẹ đó. Đừng mà. Mẹ, mẹ, mẹ. Khang Nhi, đừng đuổi theo, để cho bà ấy đi đi. Mau chặn thí chủ đó lại đi. Dạ, đi. Dạ, dạ. Thí chủ, chủ ra. Thí chủ, chủ đừng làm vậy. Đừng làm vậy. Chuyện gì tôi kể cho thí chủ. Thí chủ, thí chủ không được nghĩ đâu chuyện mà. Để cho tôi thí chủ, chết đi. Thí chủ, thí chủ ơi. Đừng vậy mà. Đừng vậy mà thí chủ. Thí chủ đừng vậy mà. Để tôi chết đi mà. Đừng vậy mà thí chủ. Đừng cản tôi. Bình tĩnh lại đi. Thí chủ có gì từ từ nói. Thí chủ, ông trời của đất hiếu sinh, tại sao thí chủ lại làm vậy chứ? Chuyện này đầu đuôi cũng tại tôi. Tôi liên lụy tất cả. Tôi là người đáng chết. Thí chủ, có chuyện gì từ từ nói. Có chuyện gì từ từ rồi nói. Thí chủ đừng làm như vậy mà. Thí chủ, thí chủ đã làm chuyện gì Bần Ni không biết và cũng không muốn biết. Nhưng chúng sanh trong lục đạo luân hồi phải chịu đau khổ là chuyện đương nhiên. Dù thí chủ chết cũng không giải quyết được vấn đề. Sư phụ, thí chủ ngủ tại đâu? Để tôi đưa thí chủ về. Tôi không thể trở về nhà nữa. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp lại người tốt. Tôi không có mặt mũi gặp người tốt. Thôi được rồi, nếu mà vậy, để Bần Ni đưa thí chủ về Pháp Hoa Tự ở tạm. Sư cô, tội lỗi của tôi quá sâu nặng. Tôi không muốn gặp lại người nhà của tôi. Sư cô, tôi muốn xuống tóc đi tu. Xin sư cô chấp nhận. Nếu vậy, thí chủ ở tạm chùa của Bần Ni. Nếu thí chủ có lòng tin ở nơi cửa Phật thì những người xuất gia như chúng tôi đương nhiên tạo điều kiện cho thí chủ. Sư cô, đừng vậy mà. Cha, cha lại uống rượu hả? Nè, ngồi xuống đi. Có tin tức gì của Dương Thẩm không? Thúc yên tâm đi, con nghĩ Dương Thẩm buồn bực trong thời gian này nên tự mình tìm chỗ để yên tĩnh thôi. Trong đời Tĩnh Ca, lần này là biết ăn nói nhất. Con nghĩ Dương Thẩm không có chỗ nào để đi đâu. Không chừng Thẩm về Ngưu Gia Thôn. À, Dương huynh à, chuyện này không có thể lắm đâu chứ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Dù sao mình chờ ở đây cũng không có hy vọng. Tôi định về Ngưu Gia Thôn coi thử. Vậy chúng ta đi thôi. Dương thúc à, chúng ta đi đi. À, nè, khoan đã, khoan đã. Ta sực nhớ lại có chuyện quan trọng chưa làm. Chờ ta một lát, ta về liền. Nè, Khưu đạo sĩ, ông đi đâu vậy? Cần gì phải nóng ruột chứ, lát nữa sẽ biết thôi. Ao Quế Tĩnh à, con có biết gần đây có chỗ nào có tiệm sắt không? Ờ, ở bên ngoài có một căn. Ờ, sư bá muốn làm gì vậy? Ha, tiểu dân gia, ở khu này có rất nhiều cô nương đẹp lắm. Nè,
Huynh coi kìa, cô gái mặc áo đỏ đó, người không cao lắm, xinh xắn lắm nha. Nè, tiểu nhân gia, chẳng lẽ bao nhiêu người đẹp như vậy huynh cũng không hứng thú hay sao? Huynh thích cô nào thì cứ nói ra, tôi sẽ làm mai cho. Tội giả gì ngồi đây chứ? Hôm nay tôi không có hứng thú. Huynh lại nghĩ tới mẹ của huynh sao? Còn hai ngày nữa là tới sinh thật của mẹ tôi. Năm ngoái vào ngày này, ở trong nhà rất là vui vẻ. Nhưng mà năm nay, bà ấy đã bỏ đi, coi như chuyện đã xong rồi. Nè tiểu dương gia, có câu nói đàn ông ai mà chẳng phong lưu, ta hãy tận hưởng cho thỏa thích đi. Nè Khang Chung, nè mời. Hôm nay tiểu dương gia của ta đã bao hết căn tủ lầu, người bình thường không được vào trong đâu. Sư phụ, đừng gọi ta là sư phụ. Ta không có đệ tử như nhà ngươi. Thì ra Khưu đạo trưởng cũng có hứng thú tới Tuyết Nguyệt lầu vui chơi hả? Im miệng, không liên ca gì tới ngươi, tránh ra. Sư phụ, theo ta về. Đi. Lên. Muốn chạy hả? Dương huynh, Dương huynh, huynh coi tôi đưa ai về nè. Khang huynh, quỳ xuống. Còn không mau xin lỗi với cha mình đi. Cha. Đạo trưởng, tôi đã nói không muốn gặp lại nó, sao ông vẫn về? Dung huynh, nó là con ruột của huynh mà, bộ huynh không muốn đưa nó đi luôn hay sao? Tôi không quyền không thế, đâu đủ tư cách làm cha đó. Ê nè, bộ huynh đành lòng để nó nhận vật làm cha hay sao? Coi như Dương Thiết Tâm tôi không có đứa con này. Nè, cha hắn bỏ hắn rồi, ông còn nhiều chuyện làm gì? Không được, nó là đồ đệ của ta, ta có quyền dạy nó, có quyền trách mắng nó. Người nói thêm một câu, người có chịu nhận lại người cha của người không? Nói. Còn Còn gì nữa? Nói mau lên. Đạo trưởng, nói mau lên. Đừng đánh huynh ấy nữa. Tránh ra. Cha, quỳ xuống. Người có chịu nói hay không? Chịu nói hay không? Mẹ, mẹ ơi, mẹ, người, mẹ, mau kêu mẹ của tôi ra đi. Mẹ của huynh đã lớn rồi mà cứ kêu mẹ hoài, thầm ấy đi mất rồi. Đi mất rồi, đi đâu vậy? Mẹ ngươi vì giận ngươi nên bỏ đi, không có muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Bà ấy đi rồi bây giờ sống chết còn chưa biết kìa. Mẹ, chuyện gì nữa? Làm bộ mèo cốc chuột à? Theo ta vào trong. Thằng súc sanh, ta cho ngươi biết, vì nể mặt của cha ngươi nên ta không giết ngươi thôi. Ta cho ngươi một khoảng thời gian để suy nghĩ cho kỹ, trước khi trời sáng nhất định phải trả lời cho ta biết ngày mai ngươi có quyết định có đi theo cha nhà ngươi hay không. Nếu có nửa lời gian dối, ta quyết móc tim ngươi ra, quyết không dị tình.
các vị, ta tin chắc trong lòng các vị đã biết rõ, ta làm như vậy chỉ muốn là nó nên thân mà thôi. Cho nên ta hy vọng các vị đừng có cứu nó ra. Cha, xin các vị ra ngoài đi. Dương gia, Dương gia, có tin của tiểu Dương gia chưa? Bẩm Dương gia, vẫn chưa có tin tức của tiểu Dương gia. Dương Thiết Tâm, ta đã đem tích nhược trả lại cho ngươi, ta đã hy sinh rất nhiều mà ngươi vẫn chưa hài lòng, còn dám dẫn người thân duy nhất của ta đi nữa. Dương gia xin hãy yên tâm, tôi đã sai các vị cao thủ ở trong Dương phủ ra ngoài tìm kiếm, tin chắc thế nào cũng sẽ cứu được tiểu Dương gia trở về. Truyền lệnh ta với mọi người, nếu gặp tên Dương Thiết Tâm, hãy giết chết hắn. Dạ. Niệm Từ. Khang huynh. Niệm Từ, huynh không sao chứ? Huynh không sao. Huynh à, ăn cái này đi. Muội à, muội có dao găm ở đó không? Có. Huynh làm gì vậy? Muội cứ sợi xích này giùm ta. Muội sao vậy? Không muốn cứu ta sao? Khang huynh, hay là như vậy, huynh nhận lại cha huynh, như vậy chúng ta có thể cùng nhau đi. Bộ mùa tưởng huynh không muốn đi theo ông hay sao? Mặc dù huynh không nhận ông là cha của mình, nhưng mà trong lòng huynh cũng rất nao núng. Các người chỉ biết trách huynh là đứa con bất hiếu, không phải là người. Nhưng các người đâu có biết trong lòng huynh đang đau đớn cỡ nào. Khang huynh, muội hiểu, huynh cũng đau đớn lắm. Muội hiểu được thì tốt. Thử hỏi nếu bây giờ huynh đi theo mấy người, Hoàng Nhan Hồng Liệt làm sao mà còn tin huynh nữa? Huynh đâu có thể lấy được quyển nhạc phí di thư, làm sao cứu vớt được non sông của Đại Tống đi? Khang huynh, nếu huynh không chịu đi với mọi người, vậy thì biết chừng nào chúng ta mới ở chung với nhau được? Chẳng lẽ tới bây giờ muội vẫn không tin huynh chung thủy với muội hay sao? Muội tin huynh, nhưng mà cứ tình trạng như vậy hoài, huynh còn phải chịu nhiều oan ức nữa. Huynh hiểu, nhưng mà huynh vẫn cam lòng. Vì non sông của Đại Tống, huynh cam tâm chịu khổ. Khang huynh, muội không nỡ nhìn thấy huynh như vậy. Hay là như vậy, muội đi nói cho họ biết, họ có thể giúp cho huynh. Nè, huynh không muốn bàn luận với muội nữa. Huynh thật sự không ngờ, thì ra muội là người không có lòng yêu nước. Muội có biết không, bây giờ phân nửa của nước Tống đã lọt vào tay của giặc Kim rồi. Nhưng muội chỉ vì chuyện tình trai gái mà mặc kệ hàng vạn dân chúng, để họ trở thành nô lệ hay sao? Khang huynh, Niệm Từ, đừng có nói nhiều nữa, cứ xài xích giùm huynh đi. Được. Mau lên. Đi, đi, đi thôi, đi, đi. Khưu đạo trưởng, phải chúc mừng ông mới được. Chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ông đã nhận được một vị anh hùng yêu nước làm đệ tử đó. Không chừng tương lai huynh ấy sẽ cùng Nhạc Phi lưu danh trong sử sách. Trong cuộc đời Khưu Sứ Cơ, ta chỉ làm một chuyện sai, đó là nhận thằng súc sanh kia làm đệ tử. Nếu ta chết đi cũng không biết ăn nói làm sao với tổ sư đây nữa. Ông còn bắt hắn phải đi theo cha hắn, hạng người như vậy trước sau cũng sẽ hại chết luôn cha hắn.
Xét về tình về lý, ta cũng không nên để nó sống trên đời. Câu nói này thật là có lý. Ngươi cũng đồng ý giết nó hay sao chứ? Đương nhiên rồi, hắn còn sống sẽ hại thêm nhiều người nữa. Chuyện đã lỡ rồi nhưng vẫn chưa có muộn. Nếu bây giờ ta giết nó còn có thể cứu lại được danh tiếng của toàn chân giáo. Nhưng mà chuyện này thế nào cũng làm cho Dương huynh khó xử lý. Mà nè, đừng nói chuyện này cho ai biết. Giấu được chừng nào tốt chừng đấy. Biết rồi. Đồ súc sanh mà. Đừng có trách sư phụ nở lòng ra tay. Cái này là tội nghĩa của những người. Niệm Từ, lần này may mà được muội giúp đỡ, huynh đi nha. Khang huynh, huynh không dẫn muội theo sao? Không được đâu Niệm Từ. Nếu khu đạo trưởng biết là muội thả huynh, chắc ông ấy không tha muội đâu. Không có đâu. Khang huynh, huynh có biết không, niềm hy vọng của muội đã dành hết cho huynh rồi. Huynh hiểu, nhưng bây giờ huynh phải trở về Dương phủ, làm sao dẫn muội theo được? Muội có thể ở tạm một chỗ nào, vậy thì chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày. Được, vậy mình đi. Sư phụ, Dương Khang, đừng có trốn nữa. Có gì ngôn gì cứ nói ra đi. Sư phụ, dù sao con cũng là đệ tử của người mà. Người chẳng những là đệ tử của ta, hơn nữa ta còn đặt hy vọng vào người. Tiếc là người làm ta thất vọng. Sư phụ, người đừng trách sư phụ. Tội lỗi này là do người gây ra. Sư phụ, con biết con đã làm nhiều chuyện lỗi lầm. Không cần sư phụ ra tay, con sẽ tự kết liễu mình. Khang huynh, Khang huynh, huynh không thể chết được. Đồ súc sanh! Đạo trưởng, Khang huynh. Nè, hai người như vậy cứ để cho hắn chết đi. Khang huynh. Sư phụ. Một cô nương. Niệm Từ. Khang huynh, chạy đi, chạy đi. Khang huynh, chạy đi. Tránh ra. Chạy mau đi. Tránh ra. Đừng có chạy ơi, súc sanh. Dư đại thúc. Quách Tĩnh, con làm gì tới đây sớm vậy? Con về con thúc. Quách Tĩnh, thúc nói thật cho con biết, thúc định tới đây thả thằng Khang. Thật ra làm cha mẹ ai mà muốn con mình chết chứ. Thật ra mục đích con tới đây cũng giống như thúc vậy. Hay là vậy, sáng khưu đạo trưởng không có đây, mình thả thằng Khang đi ha. Đứng lại, đứng lại.
con nghĩ bọn họ đi đâu? Con nghĩ là chắc đạo trưởng thấy không nỡ lòng cho nên thảo quên ấy rồi. Hy vọng thằng súc sanh này tự mình lo liệu. Dương Thúc à, vì Khang huynh còn trẻ nên chưa biết suy nghĩ, sau khi huynh ấy suy nghĩ kỹ rồi sẽ trở về thôi. Hy vọng là như vậy. Cứu tôi với. Ừ. Cứu tôi với. Cha. Khưu đạo trưởng, xảy ra chuyện gì? Huynh làm cái gì vậy? Huynh mau tránh ra. Tên súc sanh này, người ra đây. Khưu đạo trưởng. Sư phụ, con đã biết lỗi rồi, tha cho con đi mà. Người như người đâu có biết lỗi. Cha. Khưu đạo trưởng, nếu ông muốn giết thì giết tôi đi. Sư phụ, con đã biết lỗi thật rồi. Con xin thầy, trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ. Dương Khang này xin thầy, sau này sẽ không ham mê phú quý, sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Nếu không giữ lời thầy, sẽ bị trời đánh. Đạo trưởng à, huynh ấy thầy đọc như vậy, chắc là thật lòng rồi. Sư phụ. Dương Khang, trên trời có các thần linh, ngươi hãy nhớ kỹ lời thề ngày hôm nay. Dạ con nhớ. Cha dành niềm từ đối xử tốt với con. Nếu bây giờ con không chịu hối cải, con không phải là người. Ngươi biết được vậy là tốt. Cha. Khang Nhi. Cha. Niệm Từ. Khang huynh. Niệm Từ. Chạy đi. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Quan lính lục xét đòi bắt người nữa, chạy mau đi. Chạy đi. Tiểu Dương gia, người mau đi cứu Tiểu Dương gia. Tiểu Dương gia, ngại đồ khốn kiếp. Do Tiểu Dương gia làm sao? Thật đó, Tiểu Dương gia như là điên vậy. Vừa nhìn thấy mặt thần là đánh liền. Chẳng lẽ Hoàng Nhi muốn đi theo Dương Thiết Tâm? À phải, bình trại chủ. Tại sao ông thoát khỏi được? Thật không ngờ Tiểu Dương gia đánh lùi cả tôi. May mà võ công của tôi cao. Đâu phải võ công của ông cao, là võ công của Tiểu Dương gia giỏi. Nếu Tiểu Dương gia muốn giết ông, bây giờ ông đâu còn đứng đây chứ. Ngươi. Ô Dương công tử, ý của cậu là? Dương gia, theo như tôi nghĩ, Tiểu Dương gia đã bị bọn này bắt cóc, cho nên mới giả bộ làm như vậy. À đúng rồi, bình trại chủ, ông gặp bọn họ ở đâu vậy? Ở đường Chính Đức. Đường Chính Đức à? Ở khu vực đường Chính Đức rất sát với ranh giới của nước Tống. Theo như ta nghĩ, bọn này định dẫn Tiểu Dương gia vào nước Tống đó. Vào nước Tống? Ừ. Ta không có quyền gì ở nước Tống. Trời đất mênh mông, biết đâu mà tìm chứ. Dương gia yên tâm đi, Tiểu Dương gia rất là thông minh. Huynh ấy đã để lại rất nhiều dấu vết ở dọc đường cho tất cả chúng ta đi theo đó. Hả? Dương gia có mấy tên lính này, trên mặt của chúng đều có 5 dấu móng. Những dấu móng này là môn võ độc đáo của Tiểu Dương gia, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Giết mấy tên lính thì cần gì dùng võ công này? Rõ ràng là muốn để lại những ký hiệu này cho tất cả chúng ta đi theo. Nếu như mà tôi đoán không sai thì dọc theo đường đi chắc chắn còn để lại nhiều dấu móng nữa. Tốt, không nên chần chừ, lập tức ra lệnh cho các cao thủ. Ta muốn đích thân đi theo. Dương gia, ngài cũng đi theo sao? Đương nhiên, vì trong lòng ta Khang Nhi là tất cả. Khi bước vào nước Tống, cả người thấy khoảng khoái hẳn.
Không cần tối ngày nhìn những bộ mặt xui xẻo của Dạ Kim. Thôi, bây giờ chúng ta đã đưa tận nơi rồi, Tĩnh ca, chúng ta đi nha. Tại sao vậy? Ủa, Quỳnh quên rồi sao? Quỳnh đã hứa với muội về đảo Đào Hoa gặp cha muội mà. Ờ, nhưng mà Dương đại thúc mọi người. Bây giờ đã tới nước Tống rồi, Quỳnh còn sợ gì nữa? Nè, tiểu yêu nữ, ngươi muốn đưa thằng Tĩnh đi đâu vậy? Nó còn phải trả thù đó nghe. Ông yên tâm đi, một tháng sau tôi và Tĩnh ca sẽ trở về cùng bàn chuyện trả thù với ông đó. Thôi được rồi, mọi người chia tay con tại Ngưu Gia Thôn, trên đường nhớ cẩn thận đó. Con biết rồi, mọi người nhớ bảo trọng. Hai người nhớ bảo trọng. Tĩnh ca, chúng ta đi đi. Dạ, mình cũng đi thôi. Nè Khang, làm gì vậy? Còn không mau đi. À, dạ không có. Nè, chúng ta quay đi đó. Bẩm Dương gia, theo như tôi thấy thì chúng ta đã đi đúng hướng. Chắc là ở phía trước, đuổi theo. Dạ. Dung Nhi à, chào huynh với. Nhanh lên, bắt được muội dạy huynh trận đầu qua. Dạ, Dung Nhi à, Dung Nhi. Bắt được muội khen huynh hay nè. À, cứu rồi. Bắt được rồi nè. Nè, dạy huynh trận đầu qua đi. Đó. Sư tỷ. Sư muội. Sao muội lại tới đây? Đi ngang qua thôi. Tỷ làm gì vậy? Quách Tĩnh, có phải người cũng tới? Nè. Tỷ nên nhớ tỷ đã hứa với muội. Muội yên tâm. Vì tình tỷ muội, tỷ không giết Quách Tĩnh. Đúng rồi, tại sao tỷ lại ở chỗ này vậy? Tỷ đến chỗ này là muốn truy tìm căn nguyên của một chuyện. Chuyện gì vậy? Trên đường đi, tỷ phát hiện có rất nhiều dấu máu của cửu âm bạch cốt trảo. Chuyện này lạ thật. Môn võ này chỉ có tỷ và tỷ phu biết thôi. Nè, không lẽ ghê gớm vậy sao? Sư muội, tỷ cấm mũi không được đem chuyện này ra làm trò hề. Thực ra có một người biết môn gió này nữa, tỷ nghĩ chắc là người đó. Là ai vậy? Hoàng Nhan Khang. Dương Khang. Huynh ấy cũng biết võ công này sao? Còn nói nữa, lúc đó cũng vì mấy tên sư phụ của người đánh lén ta, đánh ta xuống hố, làm đứt kinh mạch chân của ta. Ta dưỡng thương tại hang gần Dương phủ. Chính Hoàng Nhan Khang hàng ngày đem cơm tới cho ta, nên ta dạy nó môn gió cửu âm bạch cốt trảo. À, thì ra là như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao dọc đường lại để dấu móng nữa. Chết, trúng kế. Tại sao vậy? Đừng hỏi nhiều, theo bụi cứu người. À, sư cô. A-di-đà Phật. Xin hỏi các vị thí chủ có chuyện gì hay không? À không, chúng tôi đi ngang qua, gặp phải nơi không có quán ăn nên tới đây xin đồ chai thôi. Đúng đó sư thái, chúng tôi sẽ gửi bạc cho người mà. Nếu các chị không chê chùa ta đơn sơ thì theo ta vào đây. Cảm phiền. Thằng gì, con làm gì vậy? Dạ không có gì. À, đã ăn quen món ngon vật là ở Dương phủ, ăn không quen mấy món đồ chai này có phải không? Dạ không phải sư phụ. Khang Nhi, làm người phải có khí phách.
đừng bị dụ dỗ ham hưởng phú quý, có biết chưa? Khi vào sư phụ à, tới bây giờ người vẫn không tin con sao? Ngoài tam giới khổ hạnh trùng trùng, bỏ hết đi. Thức tình lục dục, thí chủ có làm được không? Tôi làm được. Muốn quên tất cả thì phải chung thân phụng hành ngũ giới, thập thiện, bát chánh đạo. Thí chủ có làm được không? Tôi làm được. A Di Đà Phật. Tích Nhược à. Mẹ à. Tích Nhược à, thí chủ, đây là nơi Phật môn thanh tịnh à, nè nè. Mẹ à. Tích Nhược. Mẹ à. Tích Nhược à. Mẹ. Tích Nhược, tại sao mũi khờ vậy? Không phải là mũi khờ, vì muội là người có tội. Đời của muội đã làm nhiều chuyện lỗi lầm. Tích Nhược à, chuyện này đâu phải lỗi của muội, là ý trời. Chính muội đã hại chết Quách đại ca, tại muội mà huynh ấy mới nhà tan cửa nát, vợ con chia ly. Tích Nhược, muội đừng nói nữa. Muội không những hại người khác, hại bản thân muội, còn hại cả chồng mình nữa. Tích Nhược à, các người đừng đến tìm tôi nữa. Hãy để tôi ở đây và các người cứ đi đi. Tích Nhược, tại sao muội nói như vậy chứ? Con của chúng ta đã thay đổi rồi, nó còn theo ta về đây nữa nè. Mẹ à. Tích Nhược à, bây giờ gia đình ta đoàn tụ rồi, chúng ta bỏ hết tất cả đi, muội theo ta về đi có được không? Mẹ ơi, con đã biết lỗi rồi. Tích Nhược. A Di Đà Phật. Nhung huynh, vậy là cả nhà huynh đoàn tụ được rồi, còn khóc làm cái gì nữa chứ, có phải không? Chúc mừng, chúc mừng. Nè, Càng Nhi, còn đứng đó làm gì, giúp mẹ thu dọn y phục đi. Dạ. Bảo vệ Dương phu nhân, tránh ra ngoài xem. Là các ngươi à? Khưu đạo trưởng, không ngờ có phải không? Ngươi đã giấu con ta ở đâu? Hey!